Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Mình là Duyên và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn tìm ra những chiếc máy rửa xe Bosch tự hút nước, tính năng mà người dùng quan tâm hàng đầu khi mua máy rửa xe. Bosch là thương hiệu cung cấp dụng cụ điện nổi tiếng thế giới đến từ Đức. Ngoài máy khoan này, máy cưa, máy mài, máy cắt, máy rửa xe gia đình của Bosch cũng được người dùng tin tưởng lựa chọn. Hãng này thì cung cấp dòng xịt rửa cho gia đình nhiều hơn dòng chuyên nghiệp. Máy rửa xe Bosch thì nhìn chung đều có khả năng làm việc mạnh mẽ. Khi mua máy rửa xe Bosch thì rất nhiều người dùng tìm kiếm máy có tính năng tự hút nước từ số chậu, bởi dòng máy này sẽ có nhiều ưu điểm như tự hút nước từ số chậu hay bất kỳ nguồn chứa nước nào, không cần đến kết nối với vòi nước trực tiếp. Làm việc linh hoạt, bạn có thể sử dụng ở mọi nơi này, cất máy vào cốp xe ô tô, di chuyển cũng rất là tiện lợi. Tiết kiệm được chi phí mua dây cấp nước này. Bạn chỉ cần trang bị một đoạn dây ngắn kết nối từ xô chậu đến nguồn nước vào của máy. Ngoài kết nối với nguồn nước với xô chậu thì máy cũng có thể kết nối với nguồn nước trực tiếp khi bạn cần đến lưu lượng nước và áp lực xịt rửa mạnh. Thao tác làm việc của bạn cũng dễ dàng hơn này, bạn có thể bóp và thả cò xuống liên tục, không phải lo ngại đến việc kết nối với nguồn nước cho máy nhiều lần. Thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai máy rửa xe Bosch tự hút nước. Chúng có mặt trên thị trường khá lâu và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người sử dụng. Đó là Bosch AQT 125 và Bosch AQT 140. Hiện nay các dòng dành cho gia đình của Bosch thì có khoảng 3 đến 4 mã có khả năng hút nước, nhưng mà mình chỉ giới thiệu đến các bạn hai mã sản phẩm này thôi, bởi vì đây là hai cái sản phẩm có số lượng bán chạy và có mức giá phù hợp với lại nhiều người sử dụng hơn. Và trước màn hình là hai máy rửa xe Bosch AQT 125 và Bosch AQT 140. Các bạn sẽ không cần lắp các phụ kiện như là bánh xe này, tay cầm này, tay kéo lên thân máy, bởi vì là hãng đã lắp ghép sẵn rồi. Và khi mà mở hộp ra thì chúng ta chỉ cần lấy ra và sử dụng thôi. Và các bạn sẽ lắp thêm là phụ kiện dây cấp nước này và dây phun áp lực. Về ngoại hình tổng thể thì Bosch AQT 125 và Bosch AQT 140 có vẻ ngoài khá bắt mắt. Thân máy màu xanh chủ đạo của Bosch này, các chi tiết phụ kiện màu đen, nhìn khá sang trọng, sạch sẽ, dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Thân máy chủ yếu được làm từ chất liệu nhựa, có khả năng chống nước này, bụi bẩn này, bảo vệ động cơ cho máy tránh khỏi bụi bẩn và nước tốt hơn, đảm bảo tuổi thọ cho động cơ bên trong. Phía trước máy đều được ghi tên mã sản phẩm này, các vị trí đường nước vào, nước ra, công tắc, chân đế của hai máy thiết kế khá tương đồng. Bạn hoàn toàn có thể đặt mọi phụ kiện của máy lên thân máy này, từ súng phun, dây phun áp lực, các đầu phun hay bình hóa chất. Thiết kế này bạn có thể di chuyển máy hay bảo quản máy dễ dàng. Cả hai máy đều có tay cầm và tay kéo di chuyển này. Tay cầm bạn có thể thay đổi kích thước linh hoạt. Về khả năng làm việc thì cả hai máy rửa xe Bosch tự hút nước này cùng thuộc dòng dành cho gia đình, phù hợp thực hiện các công việc như rửa xe máy này, ô tô, vệ sinh sân vườn, tường nhà. Máy đa năng và có khả năng tự hút nước nên rất linh hoạt ở khu vực xịt rửa. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về máy rửa xe Bosch tự hút nước thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên đó là máy rửa xe Bosch AQT 125 thì đi kèm phụ kiện của máy bao gồm này. Đầu tiên đó là bán súng này, đây là bán súng dài nhé. Tiếp đến đó là thân phun, và thân phun này sẽ kết nối với lại bán súng và đầu phun. Ở đây thì sẽ có hai đầu phun này, đầu phun đa năng và đầu phun dung dịch hóa chất. Dây phun áp lực đi kèm với Bosch AQT 125 thì có chiều dài là 5m. Và một khớp nối này và một cúp nối này. Các bạn hoàn toàn có thể lắp các phụ kiện như là bán súng này, thân phun này và đầu phun này lên thân máy nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp luôn. Đầu tiên đó là bán súng này, các bạn lắp vào vị trí này nhé. Tiếp đến đó là thân phun. Thân phun thì các bạn sẽ lắp vào vị trí này cho mình nhé. Đầu phun dung dịch hóa chất này. Dây phun áp lực nhá, dây phun áp lực thì các bạn sẽ để vị trí này. Cút nối này, mình sẽ kết nối lại nguồn nước trên thân máy này. Khớp nối này,
thì các bạn có thể gấp gọn lại. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Về khả năng làm việc thì máy rửa xe Bosch AQT125 làm việc với công suất là 1.500W này, áp lực là 125 bar, lưu lượng nước là 360 lít trên một giờ. Máy có thể tự hút nước này và máy sử dụng motor chổi than từ các khi nhà có súng. Máy còn được hỗ trợ bánh xe cùng với tay cầm, tay kéo để mọi người dùng di chuyển máy đến mọi vị trí xịt rửa, rất là tiện lợi. So với máy rửa xe Bosch AQT125 thì Bosch AQT140 có phần nổi trội hơn từ thông số làm việc cho đến thiết kế này. Về phụ kiện đi kèm của máy thì bao gồm này, một là súng phun này, một thân phun này. Ở đây sẽ có 3 đầu phun này, đầu phun dung dịch hóa chất này, đầu phun thảm này và đầu phun linh hoạt. Ngoài ra thì phụ kiện đi kèm của máy bao gồm một khúc nối này và một khớp nối này. Về thiết kế thì Bosch AQT140 trông hầm hố hơn. Hai bánh xe này vô cùng chắc chắn nhé. Một tay kéo thì các bạn có thể điều chỉnh lên xuống này, giống với vali. Và phần dây phun áp lực trên thân máy thì có một tay cầm để các bạn điều chỉnh cái độ dài của dây phun áp lực phù hợp với lại nhu cầu sử dụng. Đây các bạn nhé. Ngoài ra thì ở phía sau của máy còn có các vị trí để các bạn để các phụ kiện của máy lên. Và bây giờ mình sẽ để các phụ kiện của máy lên luôn. Đầu tiên đó là bàn súng này. Thì cái vị trí mà để bàn súng thì cũng giống so với lại Bosch AQT125 nhé. Thân phun này, đây vị trí thân phun các bạn sẽ để ở đây cho mình. Tiếp đến đó là các đầu phun này. Mình sẽ để đầu phun dung dịch hóa chất cho mình. Hai đầu phun còn lại thì mình sẽ để trên đây. Với thiết kế này thì các bạn có thể di chuyển để bảo quản máy rất là dễ dàng. Về khả năng làm việc của máy rửa xe Bosch AQT140 thì máy sử dụng motor từ với công suất làm việc là 2.100W, áp lực xịt rửa là 143 này, lưu lượng nước là 450 lít trên một giờ và dây phun áp lực có chiều dài 8m. Đây thực sự là chiếc máy rửa xe quá ngầu cho nhu cầu sử dụng xịt rửa trong gia đình. Các bạn có thể dùng Bosch AQT140 thay thế cho máy rửa xe ô tô thích hợp. Như vậy là mình đã giới thiệu về máy cũng như là tính năng làm việc của cả hai máy rửa xe tự hút nước Bosch. Sau đây thì mình sẽ test thử khả năng hút nước thực tế cho mọi người dễ hiểu hơn. Đầu tiên là các bạn sẽ tiến hành lắp máy này, các bạn chọn đầu phun phù hợp và các bạn cũng lưu ý là cả hai máy rửa xe Bosch chưa đi kèm dây cơm nước nên các bạn cần trang bị thêm. Thường ở cửa hàng bán máy thì sẽ có bán kèm nên là các bạn không phải lo lắng phải tìm địa chỉ mua. Sau khi đã lắp máy xong thì các bạn chỉ cần cho một đầu dây cơm nước vào xô chậu này, khởi động máy để tiến hành xịt rửa này. Ở máy rửa xe thì vị trí nước vào luôn thấp hơn vị trí nước ra. Vì vậy để máy hút và làm việc mạnh mẽ thì các bạn nên để nguồn nước cấp cao hơn hoặc là ngang bằng với thân máy. So với máy rửa xe tự hút nước của các hãng khác thì máy rửa xe tự hút nước của Bosch thì rửa mạnh này, hút nước tốt, cho áp lực nước lớn nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm điện nước. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn hai máy rửa xe Bosch tự hút nước, đó là Bosch AQT125 và Bosch AQT140. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua máy rửa xe thì các bạn hãy truy cập vào website maydochuyenzung.com hoặc các bạn có thể liên hệ đến hotline 0904810817. Đừng quên like, share và ấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.